con hết bà con ơi. Thì bữa nay mình cũng đang ở trong đồng nha bà con thông cảm ha. Thì mình cũng đang đi bắt nhái nè, đó. Cái rộng nè, bằng chụp nhái nè. Đó bằng chụp nhái bà con thấy không? Đang ở trong đồng luôn. Mình ngồi chờ tối nhái lên chút mình mới bắt được chứ chắc này mình chưa bắt xe thì mình đậu đây cũng có nhà yến đó. Thì đồng ta bơm nước linh binh lính bỉnh trơn nè. Thì đợt hôm mình cũng có bắt đợt hôm rồi, đợt hôm mình cũng bắt đợt hôm cũng được đâu cũng 700 mấy chục con nhái á, đợt hôm bắt được 700 mấy chục con. Thì bữa nay mình cũng bắt nữa thì bắt bữa nay nữa thì ngày mai người ta xả nước ra là mình hết bắt rồi, thành ra gắn bắt đêm nay nữa là cho gắn con nó ăn á, thì mình mới gắn đi bắt được hôm đêm nay. Rồi mình sẽ chia sẻ bà con cái con gắn hổ hành thì trong hai cách con gắn hổ hành sao mà nó ăn ăn mồi mảnh yếu thì mình sẽ giải thích bà con rất là rõ, bà con dễ hiểu luôn. Thì mình sẽ hai cái đường lựa chọn cho bà con dễ lựa hơn mà dễ hiểu hơn, mình giải thích gần gũi luôn cho. Thì con gắn hổ hành đó nó ăn mạnh với ăn yếu thì thôi bây giờ mình ở trong đồng bà con thông cảm ha, mình mượn cái đống cỏ này mình ví dụ cho bà con ha, cỏ cây này cái nọ đó mình ví dụ cho bà con thì dễ hiểu hơn lắm. Ví dụ như bây giờ cái đống cỏ này đi, cái chuồng gắn mình ví dụ như mình để vô thì bà con coi nghe, tại vì mình ở trong đồng thì mình làm mình lấy cỏ này ví dụ luôn cho bà con coi. Ví dụ như cái chuồng bà con để cỏ cây lên á, từ dưới cái mặt đá chuồng đó lên thì 7 tấc với 8 tấc. 7 tấc với 8 tấc ha, thì trong khi đó đó là cái độ ẩm nó rất là cao nha. Độ ẩm rất cao mà trứng gắn nở là đạt nha. Bà con nghe rõ nghe. Độ mình để cỏ lên từ 7 tấc tới 8 tấc thì cái độ ẩm rất là cao, trứng gắn nở rất là đạt mà con gắn nó lại nó ăn yếu. Ăn yếu hơn mình để mỏng một chút ha. Rồi mình giải thích cái phần đó rồi đó phải không? Rồi một lát mình giải thích bên kia rồi mình mới gắp lại hai cái cho bà con coi. Rồi ví dụ như bà con để cỏ ít lợi, cỏ ít lợi là bà con để khoảng tầm 5 tấc trở xuống. 5 tấc trở xuống ha, 5 tấc trở xuống là nó thấp. Thì cái độ ẩm của nó rất là ít, độ ẩm của nó không có lạnh chuồng, nó cũ rồi cái chuồng mình không có lạnh. Không lạnh không mát. Thì cái độ ẩm này đó thì nó gây ra cái độ ẩm không tới. Không tới độ ẩm, con gắn hổ hành mình cũng vẫn đẻ. Ăn mồi là rất là mạnh, ăn mồi mạnh mà lại là đẻ thì nở con không đạt. Nở con ra ít xíu à, ít xíu con thôi. Trứng đẻ nhiều mà nó nở không có bao nhiêu con. Thì trong hai cái đường, nếu bà con chọn bên cái ăn mạnh thì hai đống hai chuồng này mình để hai chuồng bên đây đi. Bên đây là cỏ ít nè. Bên đây có ít, bên đây có nhiều nè. Đó, mình giải thích cho bà con như đó. Bên đây có nhiều, bên đây có ít. Nếu bà con chọn con gắn hổ hành ăn mạnh mồi thì bên đây nó nở ít ha. Còn con gắn hổ hành bên đây bà con để nhiều, để cỏ nhiều độ ẩm cao. Ăn ít mồi cũng nó ăn mồi, nó cũng ăn theo cử, nó ăn theo cử nhưng mà nó ăn chậm ăn một chút. Nhưng mà cái độ nở nó đẻ ra là nó nở hết trứng, nó nở rất là đạt đó. Thì trong hai đường, cái ăn mạnh với cái ăn yếu, thì mình để nói với bà con nghe dễ hiểu luôn. Rồi á, trong khi á là cái thằng này á nó dày nó cao thì con nhái con chuột hay quạt những cái con gì mình thả lên trên đây á, cái tiếng động tiếng khua của nó đó ha, tiếng động tiếng khua của nó đó là nó chậm, nó không có thốn tới, nó nằm ở dưới. Mình giải thích bà con nghe rõ không? Con gắn nó nằm sâu dưới này ha. Nằm sâu xuống. Thì con nhái hay hoặc con chuột hay bất cứ con mồi gì mình thả lên đây là cái tiếng động của nó không có bằng. Tiếng động của nó là nó không có động tới cái mình con gắn ở dưới. Cho nên nó kích thích con gắn ăn rất là yếu. Còn cái thằng bên đây, cái cỏ dày ví dụ như bà con để 5 tấc đổ lại. Nếu như 3 tấc, 2 tấc, 4 tấc, thấp chừng nào á là mấy cái độ kích thích con gắn nó ăn rất là mạnh. Đó, nó ăn rất là mạnh. Cho nên đó là nó nằm dưới này là con chuột hay hoặc con nhái hay bất cứ con gì là nó chạy trên này nó rung rinh là nó nhột tới lưng đó, nó động cây cỏ là nó động tới lưng dưới nó rồi là nó biết có mồi trên này là nó nhào lên ăn. Cho nên bên đây là nó ăn mạnh hơn, bên đây thì nó ăn yếu hơn, nó chậm ăn hơn. Bên đây nó lâu dữ lắm đó, nó mới lên ăn. Thằng này thảy vô là cục kịch là lên nó ăn liền.
Thì trong hai cách bà con chọn cách nào đó thì tùy theo bà con chọn thôi, thì mình giải thích cho bà con như đó. Tại sao cái clip của mình á, câu gắn đó thì bà con nên nhớ kỹ, cái chuồng mình câu gắn đó ha, cái mình chuồng mình câu con gắn lên đó, mình cho bà con câu đó, với cháu nội mình câu cả bằng ngày đó, nó ăn làm ngày bằng đêm mình câu vẫn được con gắn, là tại vì bà con biết không, mình để là chưa quá ba tấc đổ lại, ba cát đổ lại thôi chứ không có lên cao, tại ra con chuồng mà cái chuồng mình mới câu gắn mới được đó. Mình giải thích cho bà con dễ hiểu luôn, nếu mình muốn câu con gắn đó hay muốn cho ăn mạnh là cái chuồng mình phải thấp, cái mặt cỏ mình để phải thấp nè, thì mình câu con gắn nó mới nhảy, nó mới lên mau, nó mau ăn mồi. Còn nếu cái chuồng này nó cao quá cao thì bà con câu con gắn rất là lâu, hay hoặc ăn mồi rất là lâu, hai cái lẹ với cái chậm, thì cái này nở đạt, thằng này bên đây để có nhiều, có để có nhiều nở đạt, thằng đây để có ít nở không có đạt đó. Thì mình giải thích bà con gần biết gì đó, bà con hiểu rõ cái câu đó mình chưa? Rồi có thể như tại vì ngày mai mình bắt nhái hôm nay nữa, ngày mai mình cũng đi nữa, đi tiếp mấy ngày mình mới về đó. Thì bây giờ như vậy nè, thì mình sẽ vài ngày nữa đi, mình đem đi chuyến này về rồi bắt đầu mình sẽ câu con gắn ha, mình câu câu con gắn cho bà con coi, mình sẽ câu lại nữa cho bà con coi, cho bà con biết con gắn mình nó dạng hay không dạng, mình kích thích con gắn ra sao, mình câu mình nó giải nghĩa cho bà con. Cái giày với cái giày nè với cái mỏng nè, thì mình sẽ câu con gắn, mình kích thích con gắn cho bà con coi thử một lần nữa nha, thì mình sẽ câu gắn cho bà con coi. Còn hồi con gắn của mình đó thì mình nói ra thì nhiều khi á bà con hay hoặc là những đệ tử mình á, thì cái em nào nuôi rồi thì không nói chi cái đứa em nào chưa nuôi á, thì mình sẽ nói như vậy đây. Cái chuồng của mình đó làm cái độ ẩm rất là cao, con gắn lên độ hành rất là mạnh, con gắn mình mạnh đó, thì cái tầm 40 con gắn đó, 40 con gắn thì mình cho nó ăn một đêm là phải 200 con nhái một đêm, 40 con gắn là 200 con nhái một đêm, mà nó ăn là mỗi đêm mỗi ăn luôn, một đêm là từ 200 nó ăn là tới mức độ đó đó, nếu cái chuồng mình làm đạt yêu cầu ha, đạt yêu cầu là nó ăn như vậy đó, chứ không phải mà nó ăn ít đâu, nó ăn tàn sát sinh linh. Tại sao mà mình cho ăn mồi chuột ít có cho ăn mồi nhái, là lý do con nhái mình cung cấp, con nhái con ếch nó nhỏ đó, cho nên mình cung cấp nó phải hàng ngày trực tiếp trong chuồng, không cho thiếu mồi. Còn con chuột nó quất vô rồi á, nó no từ 5 ngày trở lên, tùy theo con chuột bự hay nhỏ, cho nên nó ít có ăn mồi như cái con nhái. Rồi những đệ tử mình đó thì mình nói cái đơn giản nè, cái chuồng mình đã chỉ cho những mấy đứa em lên cho mình đó ha, là cái chuồng đó là 70% ha, 70% là cái chuồng đó đó là con gắn nó ăn cũng hồn sức lên mây lắm nha, ăn nó ăn cũng hồn sức á, chứ không phải chơi đâu. Rồi tới á, nuôi rồi đó ha, nuôi tới cái chuồng đó rồi đó phải không, bắt đầu ra đề ba gắn con đó là mình mới chuyển lên chuồng tốc độ che mút đó, mình nó gành không phải đừng không, mà đang nuôi rồi chuyển lên được, nuôi rồi nở ra rồi mình mới sạn những con gắn, mình kêu em út sạn gắn đầy đủ lại hết, sạn gắn như thế nào lên chuồng tốc độ rồi nó ăn còn sáu hồn lên nữa, nó ăn rồi đó thì tụt quần tụt áo. Thì mình nói đây á, thì em út tin không tin thì chuyện đó tùy đi, để sau này tính ha, thì mình nói trước cho biết là nó ăn bằng gữ cái chuồng khoảng 70% mình đang chỉ đó, tại vì mình chỉ 70% cho em út nuôi, mình thấy em út đứa nào được bắt đầu mà là mình dạy luôn là mình lên chuồng tốc độ luôn đó, là nó ăn là tới chừng đó đó, đừng đừng có ghen nha. Mình nói trước, mình nói là nuôi con gắn này là phải lo mồi đầy đủ nha, không phải mà nói đơn giản tới chừng đó vợ chồng con cái lo đi kiếm mồi, đi bắt mồi cho nó. Thì mình nói vậy đó, mình giải thích gần gần gũi với bà con, một bên là ăn mạnh, một bên đây ăn mạnh, một bên đây ăn yếu, thì bên đây câu gắn là nó lâu lên, bên đây câu gắn mau lên nè. Thì mình nói với bà con, mình chia sẻ gần gũi vậy đó, bà con muốn chọn cái đường con gắn nở nhiều thì nó ăn ít mồi, chậm ăn mồi chút, còn con thằng nào mà nở ít thì nó ăn mồi mạnh đó, thì hai đường đó bà con muốn chọn đường nào đó chọn.
thì mình chia sẻ gì đầy đủ cho bà con đó. Thì làm sao con gắn ăn ngồi mạnh mà làm sao câu con gắn được thì mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà tối nghe bà con nhắc này đầu mình đề ba rồi đó, nhắc này cũng tối hù rồi, hết thấy đường xá cho cái này là nhái cũng lên là gai, mình cũng bắt lần lần đi, tại mình cũng đi xa đó, mình bắt tranh thủ đang phi mình về thôi, mình cũng tạm ngưng luôn bà con ơi.